xin gặp tôi kỳ ở Linh Bình. Tôi sao và đồ Hoàng chuẩn bị. Tôi xin giới thiệu đồ Hoàng ở Yên Phong mang số màu đỏ và đồ Sao ở Dũng Liệt mang số màu xanh trên bài hai đô xe đại. Giải nhất của ban tổ chức năm 2024 là 10 triệu đồng, giải nhì là 7 triệu đồng và giải ba là 5 triệu đồng. Alo, bắt đầu. Giải nhất của kiện tướng Ngô Thế Sao. Chào các thanh niên ở sở tại, nhất là các đặc biệt các đội tuổi đồng niên cử người ra để phần với Đôn Nhung. Đôn Nhung chia sẻ là phần với con gái là thanh niên hơi nhạc, nhưng Đôn Nhung bảo là bốc phơi thoải mái, cho nên là các đội cứ mạnh dạn đăng ký ra. Dừng lại. Xin mời hai đội trở lại giữa sân. Thank you.
Châu Vận tranh giải nhất. Hiện nay Công Hoàng mặc áo màu đỏ đang giữ giải nhất, và đội sao Đúng Kiệt xin vào khóa. Xin mời hai đội tiếp tục. Hiện nay là sân vật đang chiều rất sôi động, cho nên là quý khán giả đằng trước chúng ta hãy ngồi thấp thấp một tí xuống để cho đằng sau xem. Chúng ta cùng thưởng thức. Đây là treo vật khá đẳng nhất, thông báo để bà con được biết như thế. Sau một thời gian ngồi nóng ngược, Tô Nhung cũng đã có người đăng ký để gặp Tô Nhung, đó là Tô Đức. Con ông bà Hà Huệ cạnh hàng xóm Mãi Vật cho nên cũng ra đăng ký. Và treo vật này do chị Nguyễn Động Phương Đô Đức bắt đầu vào vật này. Chị Nguyễn có thưởng cho Đô Đức 1 triệu đồng này. Và sau khi vật tôi nào thắng và không có được thưởng cho tôi thắng 1 triệu đồng luôn. Sau khi ai đưa vào vật, chị Nhẫn sẽ động viên Đô Đức 1 triệu đồng trước. Và sau khi AEP vật gặp Tô Nhung, Đô Lào Thắng Công Sáu sẽ thưởng 1 triệu đồng tiếp. Nếu Đô Lào Thắng Công Sáu thưởng 1 triệu. Nếu Đô Lào Thắng, Công Sáu sẽ thưởng cho 1 triệu cho Đô Thắng. Và vì các Đô Lam rụt rè cho nên là chị Nhẫn động viên Đô Đức là thưởng cho Đô Đức 1 triệu để gặp Tô Nhung. Nếu đưa sao thắng theo này có một người giấu tên sẽ thưởng cho đưa sao 1
2024 được đón các cô thì cùng phục vụ về dự. Đó là niềm vinh dự của nhân dân Đại Lâm. Xin chúc cho các cô sẽ có nhiều sức khỏe và tiếp tục về dự hội làng Đại Lâm trong những năm tiếp theo. Sao ăn được này? Ngày tuần đấy. Anh em ạ, sao ăn được này? Tô sao huy chương vàng của SEA Games và tô hoàn thành chiến thắng vận quốc gia, cho nên hai đôi gặp nhau là rất đấy. Nếu mà đôi sao thắng trận này có một khán giả giấu tên sẽ thưởng cho đôi sao 1 triệu đồng. Và hôm nay đô hoàn chiến thắng quốc gia đang muốn tốc khối của đôi sao. Đây là trao vật khá giải nhất. Quý khán giả đang xem Tô Sao và Cố Xanh đã từng huy chương vàng SEA Games và Tô Hoàng đã là chiến thắng của quốc gia. Trọng tài vừa quyết định cho chúng ta xung quanh không hô là thua rồi hay là được rồi sẽ ảnh hưởng đến các vận động viên thi đấu. Mình quay bằng điện thoại chỉ được thế thôi bạn ơi, không căng được. Hôm nay Tô Sao đang gặp Tô Hoàng. Tô Sao là đã từng huy chương vàng SEA Games và Tô Hoàng đã đúng là vật hiện tướng của quốc gia. Hai đô về hội xuân Đại Lâm đã tham gia tại sân vật Đại Lâm. Không phải ứng thì thơm đâu, tên thơm nhưng mà thơm này còn nhìn còn đây đôi sao mà thắng trận này có một khán giả giấu tên sẽ tặng cho đôi sao 1 triệu đồng. Chân đôi sao cố lên. Đây là treo vật khá giải nhất. Đây là treo vật khá giải nhất. Đôi sao không đủ. Đôi sao đã từng huy chương vàng SEA Games và đôi hoàng đã từng giải vật vật thiện tướng của quốc gia. Hai đôi về tại xứ Đại Lâm, cho nên là quý khán giả hãy thưởng cho hai đôi một tràng pháo tay thật lớn ạ, để thưởng cho hai đôi. Không phải thơm mời thơm khác.
tham gia vào xanh đã thắng tuyệt đối. Xin mời đội sao ở dưới sân để nhận phần quà giải thưởng của một khán giả giấu tên, xuất thưởng cho đội sao 1 triệu đồng. Xin mời đội sao nhận một khán giả giấu tên, quý vị cho một tràng pháo tay vào đó ạ. Vâng, một khán giả giấu tên. Thank you.
ngôi sao thắng tuyệt đối 10 triệu đồng của giải nhất ban tổ chức. Vương Tuấn và thắng trao này còn 2 trao nữa. Sau 2 đêm văn nghệ của đội thánh tiết công đương tổ chức tại sân khấu Bãi Hồi Làng đã thành công tốt đẹp. Sau 2 đêm văn nghệ của các ca sĩ trong làng, các ca sĩ nghiệp dư, các ca sĩ chuyên nghiệp đã biểu diễn cho khán giả quê nhà xem với khán giả rất đông trật bãi sân. Đêm nay ban văn nghệ sẽ dừng lại sau giải và 3 ngày sẽ kết thúc hội xuân năm 2024. Ban tổ chức xin chúc cho tất cả các quý ông thanh tú, quý chú đậm đà, quý bà mát mẻ, quý trẻ thông minh và gia đình hạnh phúc sau khi dự hội xuân năm 2024 tại Đại Lâm.